tư duy về tổ chức chứ không phải là thích để đâu để. Được chưa? Thì tạm thời thầy sẽ viết tiếp một cái dòng lệnh ở trong này. Tạm thời thôi nhá. Chú ý dùng chữ tạm thời. Đó, là thay chữ thêm chữ require one. Ok. View as set. Wrong end set index.php. Đấy. Thay thì cho dòng e cho vào rồi bằng cái dòng lệnh này. Và khi mà chạy như thế này thì nó ra thế này này. Đấy, nó bóc lồi này. Thì đây các bạn nhìn này, phải có cái thư mục view. Có thư mục view thì đây thầy sẽ tạo thư mục view. View nằm ở trong hồ chiến lời. Cái này kích phải chuột. Thư mục view. View có S không? Có hay không? À, có thì chú ý nó phải đúng nha. Có S là phải có S. Ok, wrong end. Wrong end này. Wrong end, đây. Trong view đâu rồi, wrong end. Được chưa? À, trong wrong end này có cái gì nhỉ? Ok, có index.php. Rồi, có index.php. Chú ý kích chuột đúng cái chữ wrong end nha. Kích chuột vào view là nó tạo trong view đó. Được chưa? Kích chuột vào trong wrong end. New cái tập tin php. Và ta chỉ lại xem. Ta chỉ lại xem có thử nó gì, nó lồi nữa không. Nếu không lồi chứng tỏ là nó gọi tập tin đó đúng. Còn lồi là sai. Rồi như vậy. Như vậy này, nhắc lại này. Các bạn sổ là cái dòng e cho vào rồi bằng cái dòng lệnh require one. Chú ấy gọi cho đúng. View wrong end index. Được chưa? Sau đó rồi, đúng rồi, sau khi đúng rồi thì chú ý này, trong thư mục view này có wrong end này. Được chưa? Rồi trong wrong end thì có gì? Index.php. Ok, rồi đó là vấn đề thứ hai. Rồi tiếp theo, giao diện ở đây ta sử dụng, hôm trước có một buổi thầy demo rồi ta sử dụng gì? Ghét gì? Get bootstrap thì các bạn phải đao cái niệm về. Đấy, đao cái niệm về. Đây, đao bootstrap về. Chưa? Đấy, hình như thầy đao, đao rồi thì thôi. Còn các bạn chưa đao thì các bạn đao nha. Đấy, chưa đao thì các bạn đao này. Thầy đao chưa nhỉ? Đây, thầy đao rồi đúng không? Thì ở đây các bạn dạy nén cho thầy. Extra here rồi. Đấy, khi extra here thì các bạn có thư mục này. Các bạn đổi cái thư mục này thành chữ public luôn nha thầy. Được chưa? Chú ý nhá. Đổi cái thư mục public này vào. Chú ý giải nén cái này thì đổi thành public. Và các bạn cắt cái này, cắt luôn. Đấy, cắt luôn này. Và đưa vào trong cái website của chúng ta. Và đưa ở đâu? Để ở đâu cũng mới quan trọng nhá. Để ngang hàng với những tập tin này. Có nghĩa là để ở đây. Chú ý cái cách để thì nhắc lại là để ở đâu? Để ngang hàng với những thư mục này, ngang hàng với thư mục app, ngang hàng với thư mục view, ngang hàng với thư mục vendor. Đấy, ngang hàng với hai tập tin này. Như vậy các bạn coi là project này thì cái public nó nằm ở đây. Được chưa? Đấy. Như vậy giờ các bạn sẽ làm một nhiệm vụ, đó là ta sẽ thiết kế giao diện thì các bạn mở cái tập tin này ra. Tập tin này này. Chưa? Mở ra thì tất nhiên ta mở bằng công cụ này, ta mở cái này ra. Thì đối với công cụ này các bạn chỉ cần gõ HTML5 enter cái. Đây gõ lại này. HTML5 2 chấm enter cái ra, được chưa? Như vậy ở đây ta có được một cái giao diện website đây này. Đấy, document này. Được chưa nào? Rồi giờ bắt đầu các bạn tham khảo những cái giao diện ở đây. Thầy không yêu cầu các bạn từ nghỉ ra đi làm đâu. Năm sáu lắm. Các bạn lên cái kho này. Giao diện này. Các bạn tìm cho mình một cái giao diện mà các bạn cho nó là đẹp và phù hợp với cái đề tài mà các bạn sẽ làm. Kho giao diện này. Đấy. Và các bạn tìm. Đấy, ví dụ thầy cứ lấy cái mới nhất đi. Cái này. Big Shop này.
Nhớ là đây là thầy lấy cái này nhé, còn các bạn lấy cái nào là quyền của các bạn nhé. Hiểu chưa? Chứ đừng có nói là lấy y chang này. Trong quá trình học có nhiều bạn lấy y chang lắm, không nên. Đấy, như vậy thì ở đây các bạn nhìn này, cái giao diện này các bạn nhìn ở trên nó có cái gì? Ở đây ta có cái gì thì hôm trước thầy có phân tích một cái giao diện rồi. Đó là ta lấy theo dạng top chí, top down. Thì ở đây ta có vùng thứ nhất, đây vùng thứ hai, đây vùng thứ ba. Và nội dung là vùng thứ tư. Đây, footer là vùng thứ năm. Và cái này là vùng thứ gì? Thứ sáu. Như vậy ở đây ta sẽ tạo ra sáu vùng. Nhưng để mà làm vùng như vậy thì đầu tiên các bạn sẽ nhúng cái thằng bootstrap vào cho thầy. Đây, các bạn gọi link này. Set S này, bootstrap nó nằm ở trong thư mục gì? Thư mục gì nhỉ? Thư mục gì đấy? Bắp gì? Bắp lịch này. Rồi sau đó bắp lịch thì nó nằm trong thư mục gì? Set S này. Đúng không? Và nó nằm trong set S này, đây. Và ta lấy cái tập tin là bootstrap.min.cs. Đâu? Bootstrap.min.cs. Đâu đây nhỉ? Đây. Đúng không? Vậy ta sẽ gò vào đây là bootstrap gì? Đó đúng nha. Không đúng thì các bạn có một cách là rename nó này. Control này. Show line này. Được chưa? Chú ý là như vậy nè. Rồi, thứ hai. Thứ hai, ta sẽ nhúng cái tập tin re-query vào. Đây, là re-s này. Các bạn nhúng tập tin là bundle.min.re-s. Tập tin này. Đây, re. Đó. Nhúng tập tin này vào cho thầy. Vậy nhúng tập tin này thì ta phải nhúng cái gì? Nhớ là nhúng ở giới nha. À, nhúng ở trên được đi, nhúng đây được đi. Ok, như vậy nhúng đây các bạn phải thực hiện gì? Đó gì nhỉ? Sai gì? Script đó. Và đây các bạn nhớ là thư mục bắp gì? Bắp lịch đúng không? Và thư mục re-add. Và các bạn dán tập tin này. Rồi lưu và chạy lại. Lưu và chạy lại này. Lưu và chạy lại thì các bạn chạy lại này. Thì các bạn view suộc các thầy, các bạn thử này. Thử khi ta ấn này này, nó ra đúng tập tin chưa? Đấy này, thử này, ấn này. Nó ra chưa? Nó ra rồi, chứng tỏ là đừng link chúng ta đưa vào nó không bị đai. Còn ai mà bị đai thì để ý lại nha. Tại sao là thầy làm nó ra được giao diện đẹp, mình làm ra giao diện đẹp được thì mình phải tư duy đó, view suộc này, nói là này. Để mặc test thì các bạn thực hiện kích phải chuột view suộc, được chưa? Đấy, ấn control. Ấn control mà hai cái đường dẫn này các bạn thấy nó ra được cái nội dung của nó này. Ra nội dung của nó này là ok này, được chưa? Rồi. Thì nhân tiện đấy thầy cũng nói luôn một cái vấn đề, đó là khi mà các bạn làm giao diện thì ngoài cái việc là các bạn sử dụng bootstrap thì các bạn cũng phải sử dụng thêm một cái code của mình. Thì các bạn có tạo cho thầy một cái tập tin là layout. Và ở đây các bạn đặt tên là size, cái đó là size. Thì layout là layout của trang mới người dùng. Đây, các bạn đặt là CSS vào đây cho thầy. Như vậy ở đây ta sẽ nhúng thêm một cái tập tin nữa, control C. Này, line này, control để cuối cùng này, ấn control C và control V thì nó sẽ nhân cái này lên làm hai. Trong cần bôi đen bôi đục gì nữa. Được chưa? Control C, control gì? V, và các bạn đổi cái này thành chữ layout gì nhỉ? Size.css, cây này là cây này đây. Được chưa? Như vậy, trong tổng số 3 tập tin ở chỗ này, ta chú ý này, ở đây ta phải có mấy tập tin? Mấy tập tin? 3 tập tin, chú ý cái tập tin này này. Chú ý cái tập tin này, phải để ở đằng sau cái gì? Bootstrap. Phải để đằng sau nha, không được để đằng trước. Được chưa? Đấy, như vậy là ta đã nhúng bootstrap xong này. Giờ ta sẽ quay về cái giao diện này ta làm. Hôm trước thầy nói là theo phân tích top down thì ta sẽ làm top down này. Thầy làm nhanh cho các bạn nhá. Rồi, ở vùng body này ta sẽ định ra này, cái vùng này section này. Và ta đặt tên vùng cho nó này. Được chưa? Tên vùng này các bạn có thể đặt ID cũng được, không sao hết nhá.
Thế mà thầy khuyên là nên dùng cà lát chung cho nó dễ. Vùng này ta gọi là vùng top gì? Top 3, đúng chưa? Và để cho nó nhanh thì các bạn trong cái vùng này các bạn tạo cho thầy một chữ deep, các tên hoặc là các bạn gò này, deep này, cà lát này. Đấy, con gì? Container. Rồi, đây là vùng thứ nhất. Và này, tập trung. Sau này cái giao diện này nó rất là dài, do vậy các bạn nên ghi chú lại cho thầy ở chỗ này là kết thúc của cái gì? Rồi như vậy đấy, ta có vùng thứ nhất này. Rồi ta có vùng thứ hai là vùng gì nhỉ? Ta thường ta đặt tên là vùng là gì? Header gì? Header thì ta cũng nên ký hiệu chỗ này là header để sau này làm cho nó dễ này, được chưa? Chú ý ta nên ký hiệu là kết thúc, chỗ này là ký hiệu kết thúc. Hoặc là các bạn có thể là ký hiệu bằng cách là gì? Đây, đúng không? Là section gì? Bắt đầu thì không cần, kết thúc các bạn cần. Như vậy á. Rồi như vậy đây thầy sẽ copy thành 6 cái luôn để cho nó nhanh nhá. Rồi vùng thứ ba là vùng gì? Vùng thứ ba là vùng gì nhỉ? Vùng thứ nhất là top 3 này. Vùng thứ hai là header này. Đúng không? Vùng thứ ba là main gì? Menu này. Đúng chưa? Đấy, vùng thứ tư là gì? Các bạn có thể enter một cái khoảng trống này để cho nó dễ nhìn này. Đấy, khi mà làm thì phải có khoa học như vậy, ghi chú nó đàng hoàng. Rồi vùng này là vùng gì? Rồi vùng này là vùng main gì? Content này, nội dung này. Đấy, vùng này là vùng gì? Vùng copy. À gì? Footer gì? Footer này. Footer này, các bạn nhớ là footer này. Đấy, footer này. Và vùng dưới này là vùng gì? Copy gì? Rồi, nhớ là website thường ta sẽ có những cái vùng như vậy. Được chưa? Thì trong cái vùng footer này thầy yêu cầu các bạn luôn một cái vấn đề là các bạn phải ghi họ tên mình vào đây. Đây, thiết kế. Thiết kế bởi ai? Bởi họ và tên mình. Được chưa? Để làm gì? Để mà tạo cái bản quyền cho mình. Và thầy nói là luôn là cái này là bắt buộc nhá. Được chưa? Và ở đây các bạn có thể là ghi gì? Họ tên, lớp hay là mạng sinh viên gì đó tùy, nhưng thế này được rồi. Như vậy, ta trả lời cái tự giao diện của chúng ta nó ra đúng như thầy nói không nha. Đây, thiết kế bởi Hồ trên lời này, ok ha. Rồi, như vậy giờ ta có vùng rồi, bắt đầu thì ta đi làm mìn từ từ này. Chú ý ta đi làm mìn từ trên xuống dưới này. Mìn từ trên xuống dưới thì ở chỗ này các bạn nhìn cho thầy. Ở chỗ này ta có cái vùng bên trái, ta có vùng bên phải, đúng không? Vậy ở đây ta sử dụng cái dạng gọi là dạng lưới. Đây, layout này, lưới này, grid này. Grid này thì ta dùng cái cột, cột trái, cột phải, cột trái, cột phải. Thì cấu trúc của nó phải có chữ row và có gì? Column. Thì ở đây ta sẽ đặt là row column. Đây, enter cái này xuống. Row. Được chưa? Column. Nếu như ta chia ở chế độ màn hình gì đó thì thầy cũng khuyên luôn các bạn cứ dùng chữ M đấy cho thầy. Bên trái là 6, bên phải là 6. Ctrl C, Ctrl V là nhân đôi lên. Ở bên này nó ghi từ gì? Welcome gì đấy đúng không? Chào mừng bạn đến với. Ok, mình cứ ghi chào mừng bạn đến với. Cho nó ra đây. Chào mừng bạn đến gì? Với. Còn cây này thì sau này ta sẽ đưa những cái icon ở chỗ này sau. Được chưa? Thì ở chỗ này ta tạm thời ta ghi từ icon gì đây này. Icon này. Đó. Như vậy ta chạy lên thì nó ra được như thế này. Đây, được chưa? Giờ chữ icon này muốn nó nằm bên này thì ta sẽ ghi cái chữ gì đây vào đây? Chú ý, icon để mà nằm cái này các bạn thêm cho thầy class là test gì? Test end, end là cuối. Test center là giữa, được chưa? Rồi còn mặc định là nó bên trái thì các bạn khỏi cần cái gì hết nha. Rồi ok, chạy thử lại này, test end này. Được chưa? Rồi ở chỗ này các bạn thấy này, ở chỗ này các bạn thấy có một cái line dưới này đúng không? Line thì ở đây các bạn tìm cho thầy cái chữ border. Border đây, border nha. Border là đường, đường viền. Border mà nằm ở dưới gọi là border bút gì? Border bút tần. Vậy ở đây các bạn thêm cho thầy một cái thẻ nằm ở cái thằng này.
phải là border button. Tại sao phải là cây này mà không phải là cây này, không phải là cây này? Tại vì cái border đó nó nằm từ trái sang ý, sang phải. Như vậy đấy, ta có một cái border button này, được chưa? Đây, border button này này, được chưa nào? Còn cái border màu gì thì ta lại coi trong này các thứ nó có màu không? Đây này, màu này. Giờ các bạn muốn border đen rớt gì đó success thì các bạn thêm cho thầy cái chữ border success đây, thì nó ra. Chú ý ta học bút chát thì ta cứ search đấy, nó ra nhá, được chưa? Rồi tiếp theo xuống ở chỗ này, xuống ở chỗ này ta có một cái vùng, gọi là vùng đầu tiên là logo hay là search thứ ba và thứ tư. Như vậy ở đây ta cũng dùng kỹ thuật đây, cái vùng này tiếp tục ta làm tiếp, rồi ta tiếp làm mình sau nhá. Ta định hình cái đó, vậy đây ta cũng là rau này, và đây có mấy cột nhỉ, có lâm màu đấy ba, nhìn có đúng không? Đây. Rồi đây mấy cột, nhìn coi, một cột, hai cột, ba cột, bốn gì, bốn cột. Hoặc là các bạn có thể chia bằng cách như sau: một cột, hai cột, ba cột, đúng không? Như vậy đấy, tùy cái cột này tạm đây thầy lấy ba, cái cột này hai, cái cột này thầy lấy ba, còn lại là sáu. Như vậy ở đây thầy sẽ chia ra ba rồi. Cây này là gì? Sáu, được chưa? Tổng là 12. Vậy bên này là logo, bên này là logo này, logo. Còn ở chỗ này là tìm kiếm, đúng không? Được chưa? Còn ở cái chỗ này là dò hàng và gì? Account. Cái này dò hàng và này account. Vậy đây là cái dò hàng này và gì? À thôi, tạm ra là như vậy đi. Ok nhá, như vậy ta chạy lại này, chạy lại ta có được cái gì? À đây, ta có được cái này. Đó, được chưa? Như vậy giờ thì các bạn chưa thiết kế được logo, về nhà thiết kế sau. Thì ta cứ tạm thời down cái logo của thằng này xuống, đúng không? Down logo thì mình lưu vào trong cái bài của mình. Bài của mình là đâu? Ở đây, ở đây, ở đâu nhỉ? Public nhá. Và đây ta sẽ tạo ra một cái từ mục gì? Email có S đi, được chưa? Và ta đưa vào đây để tên logo mặc định như vậy. Và ở đây ta sẽ thêm vào đây tấm hình này. Hình như ta ghi chữ IMG, ấn 8 cái, được chưa? Thì ở đây các bạn sẽ nằm trong public này, nó nằm trong public mà, được chưa? Nằm trong email có chữ S này, và ở đây có chữ lo gì? BNG. Ok, như vậy khi các bạn chạy lên nó ra đây này, được chưa? Cái logo này để đảm bảo nó co giãn ở các cái chế độ màn hình, thì ở đây các bạn thêm cho thầy, search cho thầy này, là Ribbonsy hay là email. Các bạn cứ search cái chữ email này, email ở trong cái này các thứ nhá, Ribbonsy này. Đó, search từ khóa đây các thứ nó có không, vậy ở đây chỉ cần cái này thôi là được, được chưa? Như vậy đây các bạn copy cái này, nhớ là ta search như vậy nó ra. Vậy ở đây các bạn thêm cho thầy cả lát tên là gì là được, đúng không? Ở chỗ này các bạn nên để cái chữ logo, logo vào cho nó hợp lý như vậy. Giờ nó chạy đây này, đó, không biến đổi gì, nhưng khi mà co về các tỷ lệ màn hình nhá, nó sẽ phù hợp hơn. À, cây này nó hình hơi nhỏ, thấy không? Còn cái search này thì các bạn có thể tìm một cái search có không? À, các bạn nhớ là input group nè. Cây này là một cái nhóm này, đây input group này. Thì các bạn nhìn ngay. À, input group. Đây các bạn nhìn cái này có thể làm một cái search không? Đúng không? Cái thứ hai, cái thứ này đây, cái thứ nhất đây, cái thứ hai. Cái thứ hai là cái nhóm này này. Đó, vậy ta copy cái nhóm này ta để ở chính giữa này. Được chưa? Mà ta chạy lại cái này, chạy lại này, nhìn chạy lại này. À, nó ra được cái nút search đây này, đúng không? Được chưa? Còn nó đẹp xấu gì ta tính tiền sau nhá. Ok. Như vậy còn bên này ta sẽ có dọ hàng. Dọ hàng ở chỗ này này, nhìn hình này, trừ này. Thì ở đây các bạn tìm cho thầy, ép cho thầy một cái thư viện đó là không, không quan gì đây này. Đấy cái này này, search cái này cho thầy. Tất nhiên cái này là một thư viện ngoài, thì các bạn đi down nó về. Đấy đi down, nhớ là đây ta down dòng gì? Free ha, được chưa? Free này, đâu rồi? Free này, nhưng free cho web, cho phải free cho cái gì đâu? Nhìn nhá. Ồ, cái này giờ nó bố cục nó khác khác nhỉ.
align cái nào. Cái này là pro rồi. Giờ nó chơi ác này. Không biết ấn đâu để lấy luôn nhỉ. Đây thử đây. Không đúng luôn, cái này là icon này. Thì sao tiền của nó giờ nó đổi nó thấy cái khác nha, tốt kế thì dễ dàng lắm. À, cái này thử đây nha. Rồi ok, lăn chuột này. À, đây là gì? Set of icon. Rồi ok. À đây đau lót đây, đây. Chưa? Rồi đau lót chú ý này. Khi đau lót thì các bạn tìm đến cái bản gọi là bản web nha. Bản này là bản desktop. Được chưa? Bản này là bản gì? Web. Nhớ là bản web. Thì đây các bạn đây là pro, còn đây là free. Ta dùng free thôi, không có pro đâu. Pro thì nhớ là bỏ tiền. Anh nào mà mua rồi thì bán lại cho thầy hoặc cho thầy được nha. Thầy ấn đọc free thôi. Đây, đọc free ha. Chú ý, đọc free. Đấy. Thì khi đọc free thì chú ý này, nó cũng giống như bút chát thôi. Nhìn ha, đây, thông quan đây. Thì các bạn dạy nén cái này ra. Chưa, dạy nén cái này ra. Tất nhiên ta không copy hết đâu, copy hết nó nặng lắm nha. Thầy dạy nén ở đây ra này. Đây. Tập trung đi một tí là ra chơi bù nha. Rồi thì ở đây các bạn chú ý này, các bạn chỉ copy cái thư mục này cho thầy thôi. Đây copy thư mục này này, copy thư mục này, thông quan này. Đây được chưa? Thông quan nha. Để ở đâu? Để ở trong cái website của chúng ta và để trong public. Được chưa? Để ngang với tập tin gì? Chú ý, cái này để ngang với tập tin ZS. Tại sao lại ngang với tập tin ZS thì ta phải quay về cái bên này. Giờ ta phải copy thêm một cái file trong ZS nữa. Và cái file này các bạn tìm đến thì thầy là cái chữ on.min.cs. Copy cái này. Đấy, cái này. Và cái này thì các bạn lại để ở trong xe gì? ZS. Chú ý, đây on.min.cs. Như vậy giờ các bạn mà muốn nhúng cái đó lên thì các bạn phải thêm một cái gì nữa nhỉ? Thêm cái gì nữa? On gì? Chấm gì? Đúng không? Chú ý cái của mình này phải là cuối cùng. Cái của mình là cái cuối cùng, còn thư viện các bạn để ở trên. Được chưa? Như vậy các bạn đã nhúng được rồi thì giờ các bạn chỉ làm một việc đơn giản thôi. Các bạn lên ở chỗ này các bạn tìm icon. Được chưa? Icon này là cái gì nhỉ? User, người dùng nhá, user này. Cái này chú ý chữ user. Cái hình này. Cái hình này, à, thấy chưa? Cái hình này, ví dụ cái hình này, à, cái hình. Ta lấy đài một cái hình này, chú ý cái hình này phải free nhá. À, free này. Chứ các bạn mà dùng pro lắm được đâu. À, ấn thử này nhá, ấn thử này. Các bạn chỉ cần copy đồn code này thôi. Đây, copy này. À, cái này là HTML, các bạn copy này. Đó. Copy này, ấn vào đây để copy này. Và sang bên này, ví dụ cái này ta để ở đâu nhỉ? Để chỗ này đúng không? Đúng chưa? Dán vào cái thử ấy nhá. Chạy lại coi nó ra cái gì không? Cây này. Ok, có hình người chưa? Tương tự như vậy, ở đây muốn có cái giỏ hàng thì các bạn cũng ở đây cắt search cái gì nhỉ? Search cái chữ gì? Cái từ khóa là best hay là cat gì đây? Ok, đúng nhá. Ta tựa thôi cái này. Nhớ là đừng có dùng cái pro ha. Rồi ấn cái này đi. Rồi copy này. Ấn đây này. Rồi các bạn lại để đây tiếp này. Rồi thiết lập link sao. Được chưa? Được chưa? Như vậy ta có được hai cái đó rồi là xong cái vụ này này. Xuống đây menu. Menu ha. Menu thì đối với thằng này thì nó có cái hotline đi. Thầy bỏ hotline đi. Thầy dùng menu không ha. Như vậy ở đây bút cháp thì các bạn có cái chữ navigation 3. Navigation 3. Các bạn nhớ là gõ cái chữ này cho thầy. Thì các bạn lăn xuống đoạn các bạn thấy con navigation 3 đây này. Các bạn copy cái này cho thầy. Copy này, ấn vào đây copy. Và các bạn để ở trong cái thằng gì? Đây này. Rồi ok. Như vậy khi các bạn để ở đây thì các bạn có được cái gì đây này? Nhìn này. Đơn giản. Một cái menu cực kỳ chuẩn, đúng không? Và giả sử cái menu này các bạn có một cái màu riêng cho mình. Ví dụ ở đây background main menu, main ta đặt là gọi là main menu, ví dụ như thế. Thì ở đây các bạn giả sử là
Hello, anh chị nhỉ? Bạch sao gì? Ví dụ thôi, ví dụ giả sử đây là cái màu của thằng này là màu gì nhỉ? Thằng này là màu gì? Màu đỏ này đi. Ví dụ thầy sẽ dùng công cụ lấy màu này. Đấy, công cụ lấy màu thầy có cài một cái công cụ lấy màu này. Đấy, thầy copy màu này. Vậy cái màu của thằng này là màu này. Được chưa? Như vậy ta muốn cái menu của chúng ta là màu này thì các bạn để ý đầu tên các bạn nhìn này. Cái menu là main menu ở đây. Vậy ở đây bạch ra menu là cái này. Xuống đây các bạn navigation này nó có cái màu đây này. Background line này. Đấy thì các bạn thấy cái thằng này là background cái này là hai cái nó cùng màu nhau. Được chưa? Thì giờ chạy lại này các bạn thấy này nó màu đỏ này. Ok đấy màu đỏ này. Được chưa? Mà nếu như màu đỏ thì trừ này nó phải là màu gì nhỉ? Màu trắng. Vậy cái này màu đỏ thì cái menu này nó là màu dark. Cái menu dạng gì? K dark, dark là tối. Tối thì trừ nó màu sáng. Vậy thôi. Hàn xiên nó lại. Đấy. Trả lời này. Được chưa? Như vậy ta có được cái menu này này. Được chưa? Xuống tiếp này. Xuống tiếp này. Xuống như này. Xuống như này trước đúng không? Cái này trước cái này gọi là phút gì? Footer. Vậy footer đấy ta phải lăn chuột xuống bằng footer này. Con thứ này từ từ đi nhá. Rồi cái thằng footer này ta tương tự như vậy ta cũng làm gì? Row này, column này, MD này, bar này, rồi nhân nó lên này. Được chưa? Ở chỗ này các bạn cứ làm nhanh cho thầy là tên công ty. Chúng tôi gì đó. Đấy làm nhanh thì cái này chú ấy ở đây ta sẽ để một cái thẻ H3 gì này. Thẻ H3 này, ấn tab này. Và ở chỗ này thì có là dừng list thì ta để là UL. L gì? Và gì? Nó thẳng, đúng không? Như vậy đây các bạn copy cái này ra cho nó nhiều cái này. Đấy. Được chưa? Và ở đây các bạn sẽ copy cho thầy là trang chủ về chúng tôi này, đúng không? Trang chủ về chúng tôi này. Đấy, trang chủ này. Về chúng tôi này, rồi đến chữ sản gì? Sản phẩm này. Rồi liên hệ này, gì đó các bạn lấy đài đi ha. Liên hệ, à, ví dụ như từng đó thôi được rồi ha. Như vậy khi ta chạy lại thì ta có được cái cột dưới này. Nó xấu cái nó chưa làm á. Nó xấu là hiển nhiên thôi, đúng không? Tương tự những thứ còn lại. Rồi ok. Còn cuối cùng thì ở đây các bạn chỉ cần là đặt background cho thầy thôi. Đấy nè. À, như vậy thôi ha. Đây thử coi. Và margin y à, xin lỗi. Bắt đinh y bằng 3. Tại sao bắt đinh y bằng 3 thì các bạn chạy lại cái này nó nhìn này. Được chưa? Cái này muốn nó nằm tọt chính giữa thì các bạn đặt thêm cho thầy chữ test gì? Send gì? Center. Đấy. Còn cái này muốn trừ màu trắng là test gì? Test line hay là test quay cũng được nhá. Được chưa? Màu trắng thì ở đây các bạn thấy nó trừ nó sẽ gì? Màu trắng này, ok, trừ nó màu trắng rồi vì là test gì? À, test chữ T. Được chưa? Nó không ra luôn, à, rồi ok nhá. Như vậy rồi, như vậy là ở đây là footer. Vậy footer đấy, khi này ta có một cái thằng là ta nên cho đường viên ở tên là border gì nhỉ? Border gì? Border top được không? Top và ở trên, nhìn cái đúng trên không? Không đúng rồi. À hình như nó dính ở đây này. Dính ở đây này. Ok. Còn cái thằng nội dung. Nội dung thì các bạn thiết kế cho thầy trang chủ nhá. Trang này gọi là trang chủ này. Được chưa? À, chỉ cần thiết kế trang chủ. Vậy ở trang chủ này ta có một cái mục này gọi là slide show đúng không? Vậy slide show thì trong thằng này nó cũng có thằng slide show luôn. Đây. Từ khóa. Rồi các bạn lăn xuống. Slide sau, cái nào? Cái này ha, được chưa? Rồi như vậy ở đây các bạn cấp tốt cái này các bạn để ở trong cái thằng gì? Trong cái thằng main gì, main content đúng không? Main content thì các bạn nên làm cho thầy một cái vùng. Row thứ nhất. Các bạn đặt tên là slide sau. Đây các bạn đặt slide sau đây này, ok như vậy ha, slider.
các bạn dán vào để làm gì? Để sau này ta biết cái chỗ này là slide này. Và ở chỗ này các bạn ghi chú cho nó là ở chỗ này là vùng gì? Vùng gì? N gì? Slide. Như vậy để sau này ta copy cho nó dễ dàng, được chưa? Tại vì cái này nó rất là dài. Như vậy các bạn chạy cái này lên các thứ nó ra cái gì đó. À, nó không ra cái gì hết tại vì nó chưa có hình. Thì ta ấn trộm một tấm hình của cái thằng này đi, ấn trộm tấm hình này lưu nó luôn. Đấy, ở đây ta đặt trong một cái thư mục là slider này. Được chưa? Có add đi. Như vậy sau này để ta dễ, đây là đặt tên là slider 2 này. Rồi cái này là slider gì? Ta nên làm hai tấm hình gì đó. Slider 1 thì có slide 3 không nhỉ? Không có đâu ha. Như vậy ở đây ta sẽ để ý nhá, để ý này, ở đây ta nó đặt tên theo cái dạng là slider 1, slider 2 như đây này. À, có slider 3 luôn. Ok, lưu lại. Như vậy đây ta cần phải khai báo ba tấm hình này đúng không? Ba tấm hình này, hình này. Nó nằm ở đâu nhỉ? Bắp gì? Rồi y gì? Slider asset và đây nó có tấm hình số 3 đúng không? Tương tự như vậy mình đổi cái này tấm hình thành số gì? Số 3 luôn thì một tí nữa ta sẽ đổi lại sau này. À, số 3, cái này số 1 đúng không? Cái này số gì? Nếu như nó đặt tên có quy luật thì như vậy nó dễ. Đây kỳ này là ổ ngon. Đấy, chạy. Như vậy có được một cái giao diện sơ sơ là được cái phần tên này rồi. Tiếp tục xuống cái thằng ghế này. Xuống ghế này thì giả sử đối với trân chủ đó, các bạn có cái cột bên trái và phần bên gì? Bên phải thì ở đây ta sẽ thực hiện cái vùng thứ hai. Vùng thứ hai gọi là vùng sản phẩm ấy chẳng hạn. Thì ta đặt ra deep color. Cái đây là product gì? Product đúng không? À, product home đi chẳng hạn. Như đặt sao để mà dễ nhớ là được. Được chưa? Thì ở chỗ này các bạn sẽ gì? Nên dùng row. Tại sao dùng row? Ở đây dùng row nhé. Dùng row. À, product thì các bạn nên định danh cho nó. Product thì home. Và trong này ta sẽ có hai cột. Column MD 3 và column MD gì? 9. 3 là để dùng cái gì? Cái nuôi này này. Cái nuôi phía bên này này. À, cái nuôi bên này đầu tiên đây là list sản phẩm. Thì ở đây các bạn cũng có một cái dòng list này. À, nhìn nhá, list group đây. Được chưa? Rồi, đổi màu sau tầm đây các bạn cứ đưa cái này vào. Ok. Như vậy ở đây đầu tiên kỳ vùng 3 đầu tiên ta có một cái thằng list group. Ok, lưu lại cái chạy này. Ta ra list group không nhá. Đây. Được chưa? Nó bị dính liền quá thì ta sẽ cho cái thằng này một cái khung hở. Khung hở là margin y bằng 3. Hở trên và hở dưới. Vậy hở trên, hở dưới này, hở trên này. Hở dưới này, được chưa? Rồi tiếp tục. Giả sử ở chỗ này các bạn, ở chỗ này mà bố cục nó phức tạp thì từ từ ta làm sao nhá. À, ví dụ như vậy, ở chỗ này bố cục phức tạp đúng không? Làm từ từ sau. Còn giả sử nhất sang bên này, sang bên này này, thì trong trường hợp mà có cái cuộn này thì các bạn tìm thư viện nào nó phù hợp để thiết kế. Còn nếu không có thì các bạn cứ thiết kế cho thầy giống y chang này thôi. Giống y chang này thì đầu tiên ta phải có một cái dòng tiêu đề ở trên đúng không? À, giống y chang này này thì đầu tiên ta có dòng tiêu đề ở trên. Đây, đây, ta có dòng tiêu đề ở trên thì tạm thời thầy sẽ đặt H3. Sàn phòng y bán chạy. Như vậy, rồi tiếp tục xuống chỗ này thầy sử dụng cái ra. Đó. Tại sao lại rao? Để mà chia cái này thành mấy cột đấy? 4 cột. Vậy ở đây thầy sẽ sử dụng gì? MD mấy? 3. Được chưa? Vậy MD 3 thì ở chỗ này thầy sẽ gõ trong này một cái chữ là caps. Ở đây thầy dùng cái màu này thôi ha. Dùng cái màu này này. Đây. Đơn giản dùng cái màu này. Ok. Copy cái màu này. Để vô. Để cho đây, ok. Thì giờ ở chỗ này thầy để ở chỗ này là thành 100% này. Rồi, ở chỗ này thầy cần có tấm hình này, thầy hiện thị này. Hiện thị thì tạm thầy ta cứ lấy đài một tấm hình ở bên này đi. Đây, đôi này là đôi giày á, cái này không xem được. Rồi, muốn lấy tấm hình thì các bạn phải chi tiết. Đây, kích hoạt chuột cũng lấy được luôn. Cái hình như chơi ác vậy. Đây, cái hình này đi. Thấy nhá. Thì cái hình này thì ta phải đi ra ngoài. Ở đây ta sẽ tạo ra một cái mục là gì? Có gì?
product. Được chưa? Và trong product này ta sẽ đặt là cái hình, đặt tên cái hình cho nó ngắn, được chưa? Như vậy ở đây ta cần phải đưa tâm hình vào thì đây ta các bạn thực hiện là public này. Như nhỉ? Email at proxy at và hình chấm rbg đúng không? Rbg đúng nhỉ? Đấy, vừa đau đi. Được chưa? Kể lại này. Oh, wow, wow. Hình nhỏ quá nhỉ? Đúng không? Như vậy đây ta sẽ bỏ cái phần trừ này đi nhé. Hay là các bạn thiết kế ở đây cái trừ nhỏ nhỏ đây. Đây, ví dụ cái trường hợp này nó trừ nhỏ nhỏ đây. Đây, nhìn này. Hình này. Dây này. Dây tên này. Ví dụ ở đây là tên dây này. Tên dây này. Tên dây này. Rồi ở chỗ này giá thì các bạn có thể xóa nó đi này. Đây, H4 chẳng hạn giá này. Như vậy đây giả sử thôi, tại ví dụ thôi nhá. Thì các bạn chạy ra nó ra cái gì nhìn này. Đây. Đấy, thêm mắm thêm muối vào cho nó giống giống cái này được chưa? Cái này là từ mỗi người nó có một cái template riêng. Đấy, thầy cũng thể ép được nhá. Như vậy khi được một sản phẩm đây các bạn copy ra để ta thấy được gì? Bốn sản phẩm này. Bốn sản phẩm nó ra đây này các bạn nhìn nhé. Đây. Được chưa? Đấy, như vậy giờ ta muốn chèn tâm hình ở đây thì các bạn cứ chèn, không nói thì các bạn lại có nhóm thứ hai. Nhóm thứ hai ví dụ nhóm này là không phải là nhóm thứ hai, ví dụ nhóm thứ hai là nhóm này. Đây, nhóm thứ nhất là nhóm này đúng không? Thì nhóm thứ hai là nhóm này. Các bạn có thể đặt một cái nhóm riêng cho nó. Đây cái nhóm này. Đây cái nhóm này, ví dụ đây các bạn đặt là row. Row nha, chú ý. Ở đây là các bạn đặt một cái khối nha. Bán chạy. Đấy, như vậy đấy các bạn để cái này bán chạy. Được chưa? Và rồi tiếp tục xuống đây các bạn sẽ để ra một cái nhóm gì? Loại, theo loại. Nhớ là ta gõ tiếng Anh nhé. Để cho nó đẹp chút, ok ha. Đấy, như vậy. Ở đây các bạn nhân bảng cái này lên. Thành 2, 2 lần là 8 đó. Đấy, như vậy ở đây ta sẽ có được một cái giao diện sơ sơ là đây. Đầu tiên là cái này. Đây, bán chạy ở đây nó có 4 cái. Và các bạn thiết kế từ trên xuống dưới cho thầy. Được chưa? Mỗi giao diện thì nó có một bố cục khác nhau. Do vậy quan trọng nhất là các bạn ghi kế thừa nó. Rồi review là vấn đề này. Để mà thiết kế được giao diện thì các bạn cần download hai cái thư viện. Được chưa? Một đó là ký bút ghi. Ký bút chấp. Hai là phong ghi. Phong quan. Được chưa? Phong quan xăm quan này. Được chưa nào? Thì khi mà đưa về thì bút chát các bạn ném vào hết. Được chưa? Còn phong quân thì các bạn chỉ lấy cho thầy hai cái thôi. Đó là tập tin omin. Được chưa nào? Để nó mục xếp S này. Và copy cho thầy cái mục là phong nhi web phong này. Và những thứ đó các bạn bị để ở đâu? Để nằm trong public hết nhá. Được chưa? Public hết để đây. Email cũng để đây luôn, mọi thứ để đây. Đấy, là được. Còn giao diện thì mọi người sẽ có một cái cách tổ chức giao diện. Nhưng chú ý, để mà học bootchart, giả sử ra các bạn nói đường viền thì các bạn vào đây các bạn gõ border, được chưa? Còn giả sử các bạn gõ margin, các bạn gõ margin này. Gõ margin thì ở đây nó có margin. Tại sao cái này thầy nói là margin y hay gọi mi đúng không? Thì ở chỗ này nó có margin y đây này. Đây margin padding, các bạn lăn ở đây. Đây. Đây, nó ký hiệu đi. Từ 1 đến mấy? Từ 0 đến mấy? 0 đến 5. Và đây ví dụ đây, margin 0. Margin này là margin tốt. Không. Thế vậy các bạn cần dùng những thứ này để làm. Nhất là vào đây search nha, không ai mà đi chỉ cho các bạn từng ly từng tí ở cái này hết. À, search nhiều thì nó sẽ gì? Quen, cần cái gì vào đây search này. Được chưa? Giờ thì các bạn muốn form thì các bạn gõ form này. Nó có form này. Đây nó form này. Form thì có code đây này. Được chưa? Đấy. Hoặc là các bạn có thể là đi lướt từ trên xuống dưới của cái phần form này. Nhìn này. Có một năm này. Button này, boot này, nút ấn này,
Như vậy để mà học cái này làm giao diện. Và chú ý là này, nhắc lại cái cách tổ chức của chúng ta này, do chúng ta chưa học, do chúng ta chưa học nhiều, tập trung, do chúng ta chưa học nhiều về ngôn ngữ lập trình bét bay mà hôm nay ta chỉ cần làm giao diện để hôm sau ta vận dụng giao diện này ta học bài, thì ở đây thầy chỉ yêu cầu các bạn gò thôi, còn không cần hiểu, là nằm ở trong thư mục gì nhỉ, nằm trong thư mục app này này, library, con thư mục này các bạn gò lệnh này cho thầy, được chưa? Thứ hai, khi mà các bạn gò lệnh này rồi thì cái thư mục này tương ứng với cái thư mục view này, được chưa? Trong em tương ứng với thư mục của web trang người dùng. Đây là giao diện của trang người dùng, thì đây là giao diện trang người dùng đây, và các bạn thiết kế giao diện ở đây cho thầy, và đây là kiến thức của môn thiết kế web, được chưa? Nhưng được tổ chức trong mô hình web đồng thiết, đây là file thiết kế web nhưng được tổ chức trong mô hình này. Đó vậy, các bạn phải làm đúng trong mô hình này. Và khi chạy website có nhiều người vẫn chạy theo đường link này, ta tầm bày này nhá. Thầy nhắc lại là không chạy đường link này, có nhiều người chạy thế này này. Nói thầy ơi, bài em nó không ra giao diện, đúng không, ra giao diện không? Nó vẫn có những thứ trừ, nó vẫn có hình, nó vẫn có vân bản này, nhưng nó không ra giao diện. Tại sao không ra giao diện? Vì đừng giận nó sai. Và web chúng ta chỉ có chạy ở cái góc này thôi. Đó, chú ý, chỉ có chạy này, sau này chỉ có chạy đường link này đó này. Hai cái đó là một đấy, được chưa? Có nghĩa là luôn luôn chạy qua cái này. Các bạn ai mà chạy giống như vừa rồi đây là tầm bầy này, được chưa? Và đừng có hỏi tôi đó tại sao mà cái này nó lại không chạy. Đây,